đây là một cái khảo sát và một cái kết luận trên toàn cầu, đó là một trong những cái thách thức lớn nhất của nhân sự trong cái bối cảnh Covid hiện tại, đó là thiếu cái sự nhanh nhạy. Thú thật anh chị là tôi dịch từ cái từ là agility, đây là một cái từ rất là khó dịch qua tiếng Việt, nhưng mà tôi tạm dịch đó là một cái sự nhanh nhạy, tức là nhạy bén nhưng mà phải có một cái phản ứng rất là nhanh chóng và sáng tạo với cái sự thay đổi đang diễn ra. Sự thay đổi nhanh chóng đang diễn ra, một trong những cái năng lực quan trọng nhất của nhân sự mà thực tế đã cho thấy trong cái thời đại dịch này, đó chính là cái năng lực nhạy bén và kiến tạo ra được những cái giải pháp với mọi thứ thay đổi rất là nhanh. Cụ thể ở đây là cái năng lực mà nó gọi là agility. Tôi xin phép là dùng nguyên cái từ tiếng Anh này. Agility được định nghĩa là gì ạ? Agility là cái khả năng dự đoán và đáp ứng nhanh với những cái cơ hội mới trên thị trường, bao gồm cái khả năng thay đổi bên trong của tổ chức, cái khả năng học hỏi liên tục và cái khả năng hành động nhanh chóng và linh hoạt ở cả cá nhân và cả phương diện tổ chức. Thì đó là cái định nghĩa nó gọi là agility. Thật ra cái từ agility này nó đã xuất hiện cách đây một vài năm. Giống như tôi nói ngay từ đầu là ở đây chúng ta không chỉ nói về cái bối cảnh của đại dịch Covid mà chúng ta còn nói một cái bức tranh rộng hơn là những gì đã diễn ra, đang diễn ra và sắp tới còn sẽ diễn ra. Thì cái từ agility này nó trở thành một cái triết lý về quản trị, và cái xuất phát của nó đến từ một số cái tập đoàn lớn về công nghệ. Nhưng mà về sau, tại vì anh chị cũng biết là công nghệ là cái lĩnh vực mà nếu mà nói về cái tốc độ thay đổi thì có thể nói là đó là cái lĩnh vực mà tốc độ thay đổi nhanh nhất, thuộc loại nhanh nhất trên thế giới này. Và về sau thì cái khái niệm agility này nó hay quá, và người ta nghĩ rằng là không chỉ ứng dụng trong các công ty về công nghệ không, mà cái này nó còn phù hợp và cần thiết cho bất kể một cái tổ chức nào mà lựa chọn một cái thái độ từ thích ứng trở lên, chứ không phải chỉ là cái thái độ chấp nhận hay là chịu đựng không. Thế là họ đã đưa cái từ này ra khỏi cái khái niệm của công nghệ và nó đã đi vô cái khái niệm của toàn bộ các cái lĩnh vực khác nhau, giống như là một cái từ mà trong sản xuất mà trước đây người ta dùng cái từ lean á. Lean là cái gì đó rất là tinh gọn trong sản xuất á, nhưng mà về sau thì người ta thấy là không chỉ trong sản xuất mà cái từ lean này có thể ứng dụng cho tất cả mọi khía cạnh khác. Thì cái từ agility này, hay là cái tính từ nó gọi là agile á, thì người ta đã đưa nó ra các cái lĩnh vực khác. Thì đây nó nổi bật lên như là một trong những cái năng lực thực sự gọi là trọng yếu trong cái thời gian khủng hoảng này. Vậy thì cụ thể là đâu là những cái khía cạnh của một cái tổ chức gọi là agility? Thì theo giáo sư Dave Ulrich là một cái nhân vật có thể nói là một cái bộ óc số 1 trên thế giới hiện tại liên quan đến những người làm nghề quản trị nhân sự, mà cách đây vào năm nếu tôi nhớ không nhầm là năm 2011 á, thì trường Base có mời giáo sư Dave Ulrich qua Việt Nam để mà chia sẻ những cái tư tưởng quản trị nhân sự cho cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam vào thời điểm đó. Thì giáo sư Dave Ulrich đưa ra cho chúng ta bốn cái khía cạnh về một cái tổ chức gọi là agility, hay tiếng Anh nó gọi là agile organization. Thì khía cạnh thứ nhất là khía cạnh về chiến lược, giống như khi nãy thầy Hải đã trình bày, đó là câu chuyện của trí, làm sao trong cái giai đoạn hiện tại này chúng ta liên tục, công ty chúng ta liên tục và nhanh chóng đưa ra được những lựa chọn về thị trường hoạt động và cái cách để mà chúng ta chiến thắng được trong cái thị trường đó. Cái điều này nó đòi hỏi cái sự nhạy bén, nó đòi hỏi cái tầm nhìn của đội ngũ lãnh đạo trong cái câu chuyện là chuyển dịch từ cái market share, từ cái tranh giành cái thị trường ta đang có, sang cái cách tiếp cận để chúng ta nhìn thấy được những cái cơ hội mới cho những cái phân khúc, cho những cái thị trường mới mà chúng ta chưa có nghĩ đến bao giờ. Và nếu hiểu theo nghĩa đó thì có lẽ cái con virus corona này nó là một cái cớ, nó là một cái tác nhân cực kỳ tốt để dạy cho chúng ta được cái bài học đó. Tôi có đọc một cái mẫu, một gọi là một cái mẫu tin vui ở trên Facebook á, tôi thấy khá là thú vị. Ví dụ như là nhiều năm nay người ta đã nói đến cái câu chuyện là gọi là số hóa quản trị, đúng không ạ? Tức là digitalize, số hóa doanh nghiệp. Nhiều năm nay người ta đã nói cái chuyện đó. Thì có những doanh nghiệp làm cái này rất là tốt, có những doanh nghiệp thì vẫn còn từ từ. Và cái mẫu tin đó nó đưa ra một cái câu hỏi rất là thú vị, tức là vậy thì ai là cái người đang dẫn dắt cái cuộc số hóa trong doanh nghiệp, cuộc số hóa trong quản trị? Đáp án A là CEO của doanh nghiệp đó, thì chắc chắn không phải. Đáp án B
là CTO của doanh nghiệp đó, tức là Chief Technology Officer, thì cũng không phải. Và đáp án C mới là đáp án đúng, tức là CVO của doanh nghiệp. Thì CVO là cái gì? Là Corona Virus. Tức là chính cái con Corona này nó là một tác nhân đủ mạnh để các doanh nghiệp làm được rất nhiều thứ mà trước đây chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm được nó. Bản thân học viện Base chúng tôi cũng thế thôi anh chị. Tức là cái câu chuyện về, ví dụ như về học tập, về giảng dạy online, chúng tôi đã nghĩ đến từ rất lâu rồi. Nhưng mà làm theo kiểu nào, khi nào làm, thì nó lại là một bài toán khác. Và ngay cả bản thân chúng tôi cũng nghĩ rằng là nếu mà chúng tôi làm online theo cái kiểu mà thông thường hiện tại á, tức là lên lớp ngồi coi video clip á, thì tôi nghĩ rằng nó không phải là thứ mà chúng tôi mong muốn. Vậy thì có cách nào khác không? Thì cũng nhờ cái đại dịch này mà chúng ta có được một cái cách thức mà chúng ta làm học tập từ xa, nhưng không phải online, mà lại rất là trực tiếp, rất là live. Cho nên ở đây chúng tôi gọi đó là cái mô hình gọi là live learning, chứ chúng tôi không gọi là online. Tức là nó là cái hội tụ được cái điểm hay của cả cái học tập truyền thống offline thông thường. Đó là gì? Đó là chúng ta vẫn rất là tương tác trực tiếp, có cảm xúc, đứng đây nói chuyện, buồn thì buồn, vui thì vui, khát nước thì uống nước, chứ nó không giống như là coi clip là nó có kịch bản rồi. Không, rất trực tiếp. Nhưng mà đồng thời chúng ta kế thừa được gọi là cái điểm mạnh của cái online, đó là từ xa có thể học được bất kỳ nơi nào, thậm chí không phải riêng Việt Nam mà bất kỳ nơi nào trên thế giới này. Tất nhiên là miễn là người Việt, là miễn là hiểu tiếng Việt, miễn là biết tiếng Việt thôi. Và tự nhiên nó mở ra cho chúng ta một cái cơ hội học tập mới, nó mở ra cho nhà trường một cái cơ hội để mà đồng hành với các doanh nghiệp trong cái vấn đề về năng lực. Thì tôi tin rằng đâu đó doanh nghiệp của anh chị cũng như thế thôi. Nếu mà chúng ta nhìn lại, đúng không ạ, có những doanh nghiệp nào nhờ 2 tháng vừa rồi, nhờ 3 tháng vừa rồi mà chúng ta phát hiện ra được những thị trường mới, chúng ta chuyển dịch cái chiến lược của chúng ta và chúng ta tận dụng được cái cơ hội đó, thì đó chính là cái chân dung của cái khía cạnh thứ nhất, một cái tổ chức được gọi là agile, một cái tổ chức nhạy bén. Khía cạnh thứ hai là khía cạnh về mặt tổ chức, tức là khía cạnh về mặt vận hành, tức là khả năng chúng ta dự đoán và phản ứng nhanh được với những cái điều kiện năng động của thị trường. Tức là ở đây nó nói đến khía cạnh về vận hành, chúng ta có chuyển dịch được về các cái công tác vận hành của chúng ta tương ứng với lại cái sự năng động của thị trường hay không. Giống như khi nãy mình có nói đến, các anh chị có nói đến là 100% chúng ta chuyển dịch sang làm việc tại nhà. Đó là cách mà chúng ta đang chuyển dịch, đang buộc phải phản ứng, nhưng mà nhờ cái buộc đó mà chúng ta vô tình đã phát hiện được ra một cái phương cách làm việc mới mà nó rất phù hợp với một cái bối cảnh mà người ta đã đặt tên cho cái bối cảnh này, một cái tên rất hay, nó gọi là gig economy. Tức là một cái nền kinh tế tự do, một cái nền kinh tế mà nó có thể kết nối bất kỳ nơi nào, bất kỳ người nào. Riêng ở bên Mỹ thì người ta đã có một cái khảo sát, đó là khoảng 16,4% cái lực lượng lao động bây giờ là lực lượng lao động tự do. Trước đây chúng ta có thể là chưa nghĩ đến chuyện này nhiều, đúng không? Làm việc là phải gặp nhau trực tiếp, làm việc là phải full time. Nhưng bây giờ nó cho chúng ta mở ra rất nhiều những cơ hội để chúng ta kết nối được những nhân tài mà khi nãy anh chị có nói đến đó. Kết nối được những nhân tài nhưng không nhất thiết phải là nhân viên. Có bao giờ chúng ta nghĩ đến chuyện đó không ạ? Cơ hội này cho chúng ta cái cơ hội, cái dịp này chúng ta cơ hội để nghĩ đến chuyện đó. Khía cạnh thứ ba đó là với từng cá nhân trong công ty chúng ta. Cá nhân ở đây có nghĩa là kể cả nhân viên, kể cả ban lãnh đạo. Thì thế nào là một cái cá nhân agile, là một cái cá nhân nhanh nhạy, nhạy bén? Đó là cái thể hiện thông qua cái năng lực học hỏi và phát triển của người đó, bao gồm cả về mindset. Cụ thể ở đây, cái mindset đây là gì ạ? Đó là người đó phải có một cái tinh thần cầu tiến, một cái tinh thần ham học hỏi. Và cái, kể cả cái skill set là cái kỹ năng biết đặt ra những câu hỏi và biết hành động, chấp nhận những cái rủi ro ở một mức độ phù hợp, dám làm, dám chịu. Đó là cái kỹ năng và đó là cái mindset. Thì đội ngũ của chúng ta trong giai đoạn này cần cái điều đó. Và đây cũng là cái mà tôi muốn tái định nghĩa lại cái chữ nhân tài mà khi nãy chúng ta có đề cập tới. Thông thường chúng ta nghĩ đến nhân tài là một con người cụ thể. Và nếu như mà tôi vẫn thường xuyên đặt cái câu hỏi này với những cái lớp học mà tôi có cơ hội đứng lớp á. Nhưng mà tại vì hôm nay rất tiếc là vì cái thời gian cho nên tôi không có thể nào khảo sát các anh chị được.
Nhưng mà tôi vẫn hay hỏi câu này, đó là ví dụ như bây giờ cho phép mình định lượng một cách tương đối thôi, mình một cái cảm nhận chủ quan của mình thôi, là bao nhiêu phần trăm người trong tổ chức của chúng ta xem họ là nhân tài, hiểu theo cái nghĩa là họ có một cái năng lực vượt trội hơn so với mặt bằng chung. Để chị biết con số tôi nhận được thông thường nó dao động đâu đó khoảng trên dưới 10%. Tức là trong con mắt của lãnh đạo nhân sự thì chỉ có khoảng trên dưới 10% là những người chúng ta gọi là nhân tài. Vậy thì điều này có đúng hay không? Câu trả lời là đúng. Đúng nếu chúng ta đang chọn góc nhìn để quy hoạch đội ngũ. Có những người thuộc về top performer, có những người thuộc về low performer và đa phần nằm ở giữa normal. Điều này hoàn toàn đúng nếu chúng ta chọn cái góc nhìn để mà chúng ta thả họ vô những cái ô quy hoạch về nhân sự. Nhưng góc nhìn này sẽ có một cái thiếu sót, đó là nó khiến cho chúng ta sắp xếp họ như là những công cụ vô cái gọi là cái bản, cái gọi là cái ma trận đó để mình quy hoạch. Đúng nha, tôi không nói nó sai, đúng, nhưng nó có một cái thiếu sót, đó là chúng ta quên mất nghĩ đến cái chuyện đó là chúng ta chưa chạm đến được từng cái tố chất và cái tiềm năng bên trong của mỗi người. Vậy thì cái từ nhân tài ở đây tiếng Anh của nó có một chữ thôi là talent. Và khi mình dịch cái từ talent ra cái nghĩa tiếng Việt là nhân tài thì vô hình chung mình đã quên mất một góc nhìn, quên mất một cách hiểu. Cái chữ talent này còn có thể hiểu theo một cái nghĩa khác, nó có nghĩa là cái tiềm năng, cái tố chất, cái năng lực còn tiềm ẩn mà những người làm quản lý, lãnh đạo và đặc biệt là những người làm nhân sự cần phải chạm tới được cái điều đó để cho phép cái talent đó được trỗi dậy, được tiếng Anh là unleash, được giải phóng ra. Thì đó cũng là một cách hiểu về talent, về người tài mà tôi muốn trình bày. Và để làm được chuyện đó thì những nhân sự đó phải có được cái khả năng học hỏi và phát triển. Và nhân sự là một cái chất xúc tác để cái quá trình học hỏi và phát triển đó của họ được diễn ra, cả về mindset, cả về skill set và cả về tool set, những cái công cụ đồng hành với họ trong quá trình học hỏi đó. Thì đó là cái khía cạnh thứ ba của một cái tổ chức gọi là Agile. Và khía cạnh cuối cùng chính là khía cạnh nhân sự của chúng ta. Đúng không? Nhân sự làm gì? Rất ngắn gọn thôi, nhưng mà cái ngắn gọn này nó cực kỳ là gian nan. Đó là nhân sự là một cái tác nhân để thúc đẩy toàn bộ cho ba khía cạnh kia, chấm hết vậy thôi. Tức là thúc đẩy được cái agility này nơi chiến lược, nơi tổ chức và nơi từng cá nhân. Thì đó là cái gọi là giáo sư Dave Uvis đưa ra cho chúng ta được 4 cái khía cạnh để mà chúng ta hình dung được đó là một cái tổ chức gọi là Agile. Vậy thì đây là 4 cái gợi ý cụ thể từ quan điểm của Học viện Base, từ quan điểm của SERM, từ quan điểm của Franklin Covey, và trong quá trình nghiên cứu chúng tôi có tham khảo thêm từ những cái góc nhìn khác. Thì đây là 4 cái gợi ý cụ thể mà tôi muốn chia sẻ. Thứ nhất, bắt đầu từ lãnh đạo, tức là bắt đầu từ chính bản thân anh chị. Từng người trong chúng ta ngồi đây hãy trở thành một người lãnh đạo nhạy bén, hãy trở thành một người lãnh đạo với một cái lựa chọn, với một cái tâm thế sống, đó là sống kiểu kiến tạo, sống kiểu ít nhất là thích ứng trở lên. Hãy bắt đầu từ chính bản thân chúng ta, đó là cái lựa chọn, đó là cái gợi ý thứ nhất. Gợi ý thứ hai là thúc đẩy bài toán này cho toàn bộ đội ngũ của chúng ta. Thì cụ thể bài toán tư duy và năng lực mới đây là gì? Thì chúng tôi đưa ra một vài cái gợi ý. Thứ nhất, đó là chuyển từ cái trạng thái sống kiểu thụ động, sống kiểu xoay sở để mà đối phó với tình huống, sang một cái kiểu sống khác tốt hơn rất nhiều, có tính đột phá hơn rất nhiều, đó là sống kiểu kiến tạo. Trước tiên mọi người phải có một cái thái độ sống như vậy trước cái đã, rồi sau đó mới nói đến là làm sao để kiến tạo, làm sao để trang bị được thêm năng lực để giúp cho anh em có thêm tầm nhìn, anh em có khả năng để mà quản trị công việc của anh em. Thì cái đó là cái đến sau. Đầu tiên anh em phải có một cái thái độ sống cái đó cái đã. Đây chính là cái tinh thần của cái thói quen số 1 trong 7 thói quen hiệu quả của tiến sĩ Stephen Covey. Thì đó là cái tư duy và cái năng lực mới đầu tiên. Cái tư duy và năng lực mới tiếp theo, đó là chúng ta chuyển dịch từ một cái trạng thái mọi thứ chắc chắn sang một cái trạng thái chúng tôi gọi là khám phá, để từ đó thúc đẩy được cái innovation, cái cải tiến trong công ty của chúng ta. Trước đây mọi thứ nó khá là ổn định anh chị, các biến trong xã hội này cái tính thay đổi của nó không nhiều lắm. Và trước đây những lãnh đạo mà có tầm nhìn á, chúng ta rất tự tin vô tầm nhìn của mình, chúng ta có thể nhìn thấy trước được 5 năm, 10 năm. Nhưng rõ ràng chúng ta đang sống trong một thời đại VUCA,
một thời đại mà chúng ta hãy vẫn cứ giữ tầm nhìn 5 năm, 10 năm đó, nhưng đồng thời chúng ta thu hẹp lại cái tầm nhìn ngắn hơn 3 tháng, 6 tháng, 1 năm để chúng ta liên tục có cái sự cởi mở, liên tục có sự thay đổi, liên tục có sự khám phá để mà vừa giữ vững được cái hướng đi của công ty nhưng vừa có một sự thích ứng cao nhất với những gì đang diễn ra. Thì đó là cái tư duy và năng lực thứ hai. Cái tư duy và năng lực thứ ba đó là chúng ta chuyển dịch từ một cái cách quản lý truyền thống theo cấp bậc sang một cái cách quản lý mới hơn, đó là hướng đến sự cộng tác. Tức là đi từ cái gọi là hierarchy sang một cái gọi là collaboration. Anh chị biết là cái collaboration là một cái trạng thái, một cái tình trạng hợp tác trong công việc tiến bộ nhất hiện nay. Và để làm được chuyện đó thì đội ngũ nó phải có một cái nền tảng văn hóa như thế nào? Cái văn hóa tin cậy lẫn nhau, cái văn hóa tự trị. Công ty cũng phải có một cái cơ chế hệ thống quản trị rõ ràng thì chúng ta mới hướng tới được cái điều đó. Và đó là cái hướng tới thôi. Còn để làm được chuyện đó thì giống như khi nãy tôi nói, mình phải từng bước kiện toàn về hệ thống quản trị, kiện toàn về văn hóa của công ty để hướng tới cái tình trạng, cái phong cách quản trị mới. Đó là quản trị dựa trên sự cộng tác. Mỗi người là một cái gọi là một cái owner, một cái người chủ của cái công việc của mình. Hay chúng tôi còn dùng một cái từ khác, đó là một cái gọi là cái tự trị. Mỗi người sẽ là một cái cá nhân tự trị với công việc của mình. Và cái chuyển dịch tiếp theo, cái chuyển dịch từ một cái tư duy gọi là khan hiếm sang một cái tư duy dồi dào để chúng ta thúc đẩy cho cái chuyện tạo thêm những cái giá trị mới cho công việc, cho công ty của chúng ta. Đây chính là cái mà khi nãy thầy Hải có chia sẻ đó. Tức là làm sao để chúng ta chuyển dịch được sang cái tư duy nhìn thấy được những cái cơ hội mới, những cái thị trường mới mà chúng ta đã bỏ lỡ. Thì đó là bốn cái tư duy và cái năng lực mới cụ thể mà chúng tôi gợi mở để mà hướng tới cái agility, xây dựng được cái năng lực agility cho cá nhân và cho đội ngũ trong công ty chúng ta. Cái lợi ích thứ ba, cái này nói riêng với những anh chị làm nhân sự rất quan trọng. Đây là một cái tư duy mà từ một cái báo cáo mới nhất của Deloitte, họ đưa ra một cái khái niệm, tôi rất là tâm đắc cái khái niệm này. Nó gọi là chuyển dịch từ cái employee experience, từ cái trải nghiệm của nhân viên, sang cái gọi là trải nghiệm của con người, tức là human experience. Vậy thì câu hỏi đặt ra là làm sao để chuyển dịch được cái đó? Thì tôi lại mượn tiếp một cái mô thức của Franklin Covey. Nó gọi là mô thức con người tổng thể, mà khi nãy trong cái phần trình bày của thầy Hải đã có nói đến cái đó. Tức là một con người gồm thân, cái gọi là cái thể chất của mình, một con người gồm trí, một con người gồm cái đời sống tình cảm, cái đời sống xã hội của mình, và đặc biệt quan trọng, một con người gồm cái đời sống tinh thần ở bên trong. Thì chỉ khi ban lãnh đạo và chỉ khi đội ngũ lãnh đạo nhân sự, chúng ta nhìn nhân viên của chúng ta với một cái mô thức con người tổng thể đó, thì chỉ khi đó chúng ta mới mang lại cho họ được những cái trải nghiệm của con người chứ không phải là trải nghiệm của nhân viên trong công ty. Tức là lúc này là một cái cuộc cách mạng trong cái chuyển dịch về tư duy quản trị về nhân sự, anh chị. Ví dụ như tôi lấy một ví dụ cụ thể. Ví dụ như tư duy trải nghiệm của nhân viên là gì? Đó là viết ra một cái bản mô tả công việc và đưa cho người nhân viên đó, nói rằng là anh được tuyển vô đây để làm những công việc này, làm đi. Đó là quản trị dựa trên bản mô tả công việc, dựa trên trải nghiệm của nhân viên. Nhưng cái bản mô tả công việc này, vì do mình là người viết, cho nên là mình có khuynh hướng cố định, ấn định lại, đây là những việc tôi thuê anh, 10 việc này anh phải làm. Còn cái tư duy human experience, cái tư duy mà trải nghiệm của con người thì nó cao cấp hơn một bậc. Là tôi thuê anh vô đây không phải để làm những việc này, mà tôi thuê anh vô đây để giải quyết chuyện này cho tôi, giải quyết chuyện này cho bộ phận của tôi, giải quyết chuyện này cho công ty của chúng ta. Vậy thì anh nghĩ rằng anh cần phải làm điều gì? Anh nhìn thấy có sự khác biệt không ạ? Cái tính chủ động của họ được tăng lên, cái khả năng mình khai thác được tối đa cái trí của họ được tăng lên, cái khả năng họ sẽ làm chủ cái công việc của họ nó sẽ được tăng lên. Bởi vì họ hiểu rất rõ là tại sao họ cần phải làm chuyện đó, họ đang làm chuyện đó để giải quyết chuyện gì cho công ty. Thì đó là một cái ví dụ rất là nhỏ, mà nó cái ví dụ này nó đến từ một cái quan sát vui của tôi khi mà tôi có cái cơ hội đi taxi á chị. Thì tôi có một cái quan sát rất là thú vị rồi, tôi kể chị nghe nhanh để chị hình dung là
Ví dụ như tôi vẫn hay đi taxi thì tôi quan sát là đâu đó chỉ có khoảng 5% cái chuyến taxi đó, cái chuyến xe đó của tôi nó cho tôi được một cái cảm giác thoải mái. Còn 95% còn lại thì nó giống y chang nhau, không khác gì nhiều. Tức là họ chỉ làm được tối thiểu một việc thôi, đó là đón tôi và chở tôi đến cái nơi tôi cần đến. Vậy thì bắt đầu tôi suy nghĩ, vậy thì đâu là sự khác biệt giữa 5% tài xế taxi kia và 95% tài xế còn lại? Thì tôi bắt đầu tôi để ý hơn, thì tôi thấy là những tài xế taxi mà cho tôi được cái trải nghiệm thú vị ấy, thì ví dụ như khi tôi bước lên xe thì họ hay hỏi tôi à, tại vì thường ví dụ như tôi đứng lớp ở ở nhà trường thì tôi hay về vào buổi tối ấy, thì cho nên là lâu lâu tôi đi taxi về thì họ hay hỏi tôi là ủa sao giờ này anh mới làm về? À, tôi, à, đúng rồi tôi mới đi làm về. Thế vậy chắc anh công việc cũng mệt hả? Cái tôi kêu à, cũng hơi mệt. À, vậy thì anh có muốn nghe nhạc không? Cái tôi nói cũng được. Cái bác tài mới nói là anh muốn nghe nhạc gì? Xe em nhạc gì cũng có đó, nhạc nhạc nước ngoài có, nhạc Việt cũng có, nhạc Trịnh cũng có, nhạc trẻ cũng có, nhạc rock cũng có, nhạc không lời cũng có, anh nghe nhạc gì? Mà tính tôi thích nghe nhạc không lời, cái tôi nói là thôi được rồi cho tôi nghe nhạc không lời đi. Và từ đó trở đi thì bác tài mở nhạc không lời lên và không nói tiếng nào hết. Và 30 phút trên xe đối với tôi rất thư giãn, rất thoải mái, nó giống như mình tái tạo được năng lượng của mình. Rồi lâu lâu mình đi công tác đến các cái tỉnh thành khác thì chắc chắn là phải đón taxi từ sân bay về đến khách sạn. Thì bác tài thấy mình cầm đồ là lệ khệ là biết mình từ nơi khác đến rồi. Nếu bác tài cũng hỏi là chắc là anh từ chỗ khác đến, anh đến đây lần nào chưa? Tôi kêu chưa chưa bao giờ đến đây hết. Ồ vậy hả? Vậy thì anh có muốn trên đường đi là em giải thích cho anh chỗ này chỗ kia mấy cái địa phương nào để anh hiểu biết hơn? Tôi kêu ok hay quá, nếu mà là bác tài làm được vậy thì quá tốt. Thế là đúng, bác tài làm được như vậy thiệt. Đi ngang qua cái con cầu này giải thích cho tôi là cầu đó tại sao nó như vậy, tại sao nó tên là như vậy. Đi ngang qua cái chùa kia, cái nhà thờ kia giải thích cho tôi giống như là một cái hướng dẫn viên mà bán chuyên nghiệp vậy đó. Thì tôi thấy rất là thú vị, tức là 1 tiếng đồng hồ trên taxi đó quên thời gian và cảm thấy rất ý nghĩa, rất thú vị. Vậy thì đâu là sự khác biệt giữa 5% người tài xế họ làm được chuyện đó và 95% người tài xế họ chỉ làm được những công việc tối thiểu, đó là đưa đón khách, đó là thu tiền đầy đủ. Thì cái sự khác biệt đó chính nằm ở cái gọi là human experience. Tức là họ không có tư duy là làm tài xế taxi là làm gì. Tại vì nếu mà làm thế làm gì thì câu trả lời rất đơn giản: bắt khách, chở khách, thu tiền hết. Nhưng họ sẽ có tư duy là tôi đang giải quyết chuyện gì cho cái người khách này. Vậy thì từ cái tư duy đó nó mới suy ngược lại những công việc họ cần phải làm, đó là cũng là bắt khách, cũng là chở khách, cũng là thu tiền, nhưng đồng thời nó có thêm chuẩn bị cái list nhạc, chuẩn bị kiến thức xã hội, chuẩn bị ABC. Thì chỉ khi chúng ta xem đội ngũ nhân viên của chúng ta như một con người tổng thể thì toàn bộ cái tiềm năng bên trong của họ mới được khai thác. Thì đó là một cái gợi ý thứ ba, một cái sự chuyển đổi trong quản trị nhân sự. Và cái gợi ý cuối cùng đó là bài toán về văn hóa. Làm sao chúng ta đưa được toàn bộ cái tinh thần thích ứng, tinh thần nhạy bén, tinh thần kiến tạo này vào cho toàn bộ đội ngũ của chúng ta. Đó là bài toán về văn hóa. Để thực sự tổ chức của mình sẽ là một tổ chức agility. Tất nhiên hãy bắt đầu từ lãnh đạo, quay lại ý số 1 như tôi nói. Và không chỉ dừng lại ở lãnh đạo mà nó phải lan tỏa, nó phải được thông qua đào tạo, thông qua truyền thông, thông qua sự chuyển đổi của tổ chức, thông qua cách đánh giá, thông qua cách quản trị, để chúng ta chuyển mình thành một cái tổ chức có sự nhạy bén. Thì đó là 4 cái gợi ý cụ thể về cái năng lực mà chúng tôi tin rằng rất là phù hợp trong cái thời đại khủng hoảng ngày hôm nay.